Max bên kia có Hồng Anh là người cầm Roma, Summer tiếp tục và Mèo Mèo tiếp tục được người cầm cung Summer. Đây là Roman.
đây là Roman họ lên sớm. Còn hết rồi, tưởng đây là Summer rồi. Đêm chưa đến thì là cao nhà rồi. Ra luôn, hơi thốn cho Mafe rồi. Mafe một bài Mafe gần như bắt buộc phải ra Y. Chưa nhai được đâu, chưa nhai được, cứ tồn bên ngoài đi đã.
tí nữa tí sẽ là người có y, có một hai đơn y trong bên này thì có khả năng công được, y mới chỉ có hai. Đây mà không dân Summer thì có lẽ là cái tỷ lệ ăn của dân sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là dân Summer, có y của cô 4 là rất cố gắng. Thì chưa lên tiếng thứ 3 nên là chưa thể đập được qua nhà mình em. Làm tiếng thứ 2 cũng đẹp, nó sẽ lên tiếng thứ 2 của màn của viên. Họ đập bị được, khó đánh, rất khó đánh. Không, trận đấu nhất chúng ta đến với trận đấu thứ hai nào. À, trận đấu chung kết đầu tiên thì các đối thủ Việt Nam trong trận đấu nhất. Thì thôi. 2-0.